bé, sinh năm 1969, quê quán Lai Vung, Đồng Tháp. Và em xin hát một câu vọng cổ, câu năm trong bài Tài Tử Miệt Vườn, tiếng hát từ Đam Mê, sáng tác tự biên của dạ thằng con trai em. Giọng hát điệu đàn chân phương mộc mạc vang vọng khắp xóm làng trong niềm háo hức thăng say. Chuyện ca đơn nào phân biệt gái hay trai, không bàn chuyện vợ hay nối nhịp cầu tri âm tri kỳ. Tôi hát bạn nghe ấy đã là điều đáng quý, câu giọng cổ mãi trong tim tài tử. Bé ơi, cái bài hay quá. Uổng quá chị bé ơi. Cái bài mà có một câu vậy? Anh Việt Anh ơi, em bài đang mê cái bài này mà hát có một câu à. Chị nói nè nè, ca cái bài Lý Con Sáo rất hay, vô cái vế đầu rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với tài tử đến từ xã Tân Dương của huyện Lai Vung, chị Nguyễn Thị Bé. Ngọc Quyền xin chào chị Nguyễn Thị Bé ạ. Dân Ngọc Quyền xin chào chị Nguyễn Thị Bé ạ. Xin chào Thanh Long, Ngọc Quyền cùng quý khán giả xem chương trình Kết nối tài tử miệt vườn của đài truyền hình Đồng Tháp. Ngọc Quyền rất vui khi được kết nối máy giao lưu cùng với chị trong chương trình ngày hôm nay. Không biết dạo này thì tài tử Nguyễn Thị Bé của chúng ta đang làm những công việc gì và có tiếp tục theo đuổi niềm đam mê đờn ca tài tử cải lương không chị? Trong mấy tháng rồi thì do tình hình dịch Covid còn khá là phức tạp nên một số loại hình nghệ thuật đã tạm ngưng, trong đó có đờn ca tài tử nữa. Hiện tại thì các địa phương cũng đang từng bước khống chế dịch, nới lỏng giãn cách, nhưng mà các hoạt động văn nghệ, ca hát hay là tập trung đông người cũng chưa được tổ chức thoải mái như trước. Cho nên cỡ này chị cũng ở vòng vòng trong nhà lo nội trợ, cơm nước và làm công chuyện lặt vặt ở ngoài vườn vậy thôi à. Dạ, Thanh Long đã có dịp đến nhà của chị Bé rồi. Quý vị biết không, trước nhà của chị Bé thì có một con lộ nhỏ bắc ngang qua nè. Còn kế đến đó có một con sông nhỏ cũng rất là đẹp và dễ thương. Nhà chị Bé thì có một người con trai đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương. Con chị biết đờn nữa thưa quý vị. Chị Bé ơi, với bao nhiêu chất liệu đó thì có đã đủ để cho mình nuôi dưỡng đam mê dành cho nghệ thuật đờn ca tài tử rồi phải không ạ thưa chị? Ở nhà thì ngoài chị ra thì còn có anh thứ ba và anh thứ sáu cùng tham gia sinh hoạt đờn ca tài tử nữa. Chắc có lẽ vì vậy mà con trai chị cũng thừa hưởng được chút máu đờn ca tài tử từ mẹ, và hai cậu cũng tập tành sáng tác đờn giọng cổ. Mặc dù hiện tại thì cháu nó đang hoạt động nhiều hơn bên sân khấu hồ quảng và nhạc lễ. Có lẽ đó cũng là một trong những chất liệu đủ để mình tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê rồi. Bây giờ chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không mời chị Nguyễn Thị Bé thể hiện một thể điệu hoặc là một câu giọng cổ để gửi tặng cho Thanh Long, Ngọc Quyền và tất cả khán giả đang xem chương trình. Đến với chương trình Kết nối tài tử miệt vườn, xin gửi đến Thanh Long, Ngọc Quyền cùng quý khán giả xem truyền hình câu giọng cổ trích trong bài Những Người Đứng Chốt Trong Mưa, ý thơ Ngọc Huệ, chuyển thể giọng cổ Lê Ngọc Minh Hoàng. Xin mọi người cùng thưởng thức. Thành phố quằn mình vì dịch bệnh vây quanh, người lo sợ lúc ra đường khi giãn cách, nhưng chiến sĩ dân quân vẫn ngày đêm đối mặt lặng lẽ. Hãy
nắng đổi mưa. Xin được một lần bước lại gần hơn để thấu hiểu nhiều hơn tấm lòng người đứng gác. Có chứng kiến bao nhiêu những khó khăn mất mát thì chia sớt nỗi niềm riêng trong cái lạnh suốt canh dài. Xin thay vì nhau dấu nhắn cách đêm ngày, đằng sau vẻ uy nghiêm là sự an toàn cho tất cả, là những trái tim hồng luôn vất vả khó xa chi. Xin hãy thương nhiều nơi chốn cách ly, người đánh cược với hiểm nguy vẫn là y bác sĩ. Dù khi trong tay là hành trang và lý trí, mặc da lạnh giữa đêm mưa vẫn quyết chí kiên cường. Thì dân đâu quán chi nhọc nhằn, đêm ngày ban chốt ra vào nơi phong tỏa cách ly, để ngày mai đây không còn gì hiểm nguy bên mình. Thì trên nguyên tắc giữ 5K từng trong khoảnh khắc, xin hãy vì nhau bình yên bởi gian nan thuyền thuyền đang còn. Mưa gió đêm khuya vẫn âm thầm rơi trên phố, người đứng chốt vẫn đang ướt đẫm thân mình. Xin mưa trôi hết bình tĩnh để người chiến sĩ vững niềm tin trong đời. Sau mưa trời tạnh nhanh rồi, tàu dòng xuất hiện giữa cuộc đời bình yên. Dạ rất cảm ơn phần thể hiện của chị Nguyễn Thị Bé. Và cảm ơn chị đã tham gia giao lưu cùng chương trình. Mến chúc chị và gia đình thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn giữ gìn đam mê dành cho nghệ thuật đừng ca tài tử chị nha. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Thanh Long, Ngọc Quyền và quý khán giả xem đài gần xa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.